thì hãy ổn định chỗ ngồi và cùng chúc phúc cho lên vợ, lên chồng mà đám cưới thì rực rỡ bởi màu hồng. Chắc quý vị cũng cảm thấy vui lòng trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng ạ, thưa quan viên hai họ, thưa toàn thể hội hôn, được sự nhất trí của hai bên gia đình cũng như được sự hôn trước cưới, chào đón đôi tân nương tân nương đẹp nhất, lộng lẫy nhất trong buổi trưa hôm nay, đó là cô dâu thị mới sánh vai cùng chú rể bát phận tiến về lễ đài tình yêu. Vâng, thưa toàn thể quý vị, đúng là đang tiến về lễ đài tình yêu là cô dâu thị mới và chú rể bát phận của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, đúng là trải qua bao nhiêu ngày tháng đợi chờ cùng tình yêu, qua bao nhiêu năm tháng chờ đợi, rồi đến một ngày cô dâu thị mới thì cũng về thưa với mẹ cha, thưa với ông bà làm lễ chầu cầu. Vâng, hôm nay thì hai bạn cũng đã tìm được bến đỗ hạnh phúc của riêng mình. Vâng, xin toàn thể quý vị nổ một tràng pháo tay thật lớn không quý vị ơi. Vâng, thưa toàn thể các vị chị, đúng là em như một chén rượu đầy, anh chưa nhấp miệng mà lòng đã say. Mà nếu em là chén rượu cay, anh xin uống cạn để say suốt đời. Và chắc chắn chú rể văn phận sẽ uống chai rượu thị mới thì chắc chắn là sẽ phải thay suốt đời quý vị ơi. Và quý vị không ngừng hướng mắt về sân khấu. Thưa toàn thể quý vị, đúng là tình yêu thì là của muôn đời, mà hai người cao quý thì duyên đời gặp nhau, mà thỏa lòng mong ước trước sau. Trai tài thì sánh với gái ngoan thảo hiền, mà gần thì chẳng bén duyên cho, xa xôi cách mấy lần đò cũng qua. Vâng, thưa toàn thể quý vị anh chị, và trong hai bạn được như ngày hôm nay thì cũng không thể thiếu tình cảm của những người chú, người anh, người chị. Và chúng ta sẽ hướng mắt về sân khấu để chào đón đại diện của hai bên gia đình. Vâng, thưa toàn thể quý vị anh chị, và bên phía họ gia đình nhà gái, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời chú Lò Văn Bình và thím Lò Thị Xoan cùng với đại diện gia đình nhà gái ạ. Vâng, và về phía họ gia đình nhà trai, chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu và kính mời anh trái và chị Tâm, tức là anh chị của chú rể Văn mới, anh chị của chú rể Văn phận của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời đại diện hai bên gia đình sẽ nhanh chân dẻo bước lên sân khấu tình yêu để ra mắt toàn thể quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, thưa toàn thể quý vị chị, đúng là bao nhiêu tháng đợi làm chờ, lứa đời hạnh phúc vui cùng từ đây. Ông Tơ bà Nguyệt xe dây, nguyện thề trời đất ta cùng có nhau. Và dù cho bãi bể nương dâu, kết duyên long phượng thắm sâu ân tình. Xuân về đồng lúa thêm xanh, cho mai gặp chúc cho anh gặp làng. Xuân về thì vui xóm vui làng, cho đôi bạn trẻ kết tình cho đôi ạ. Vâng, xin mời chú thím và anh chị chúng ta dẻo bước nhanh chân trở về sân khấu để ra mắt toàn thể quý vị anh chị quý vị các bác trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Vâng, xin mời chú, vâng, xin mời anh chị sẽ lên sân khấu tình yêu và đứng về phía chú rể đẹp trai của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, thưa toàn thể quý vị anh chị và quý vị cũng đã quan sát ạ. Vâng, phía bên cạnh chú rể là anh trai và chị dâu của chú rể văn phận chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay, đến từ bản Lái Lè, xã Phòng Lái. Và bên phía đứng cạnh cô dâu thì đó là chú thím, chú Bình và thím Xoan, là chú thím của cô dâu thị mới của chúng ta đến từ bản Lăng Luông, xã Phòng Lăng. Xin toàn thể quý vị một tràng pháo tay thật lớn quý vị. Khỏi sở chim của mẹ bị đồng hạc sường, tư đông mớ khỏi cỏ xó nạ tàng tà, bú tà xa nai sòng phái chú hơn. Cơ ba mớ bú tà xa nai, có hai chàng ó xình đầy đù nòi ỏi hạc băn banh. Có hai coi rú xếp buồn tàu, cầu buồn tềm, xếp buồn đầu của chàng ó ma kín khẩu, cầu buồn phà đầu của chàng ó ma kín nôm. Cho nên bò có hai chàng liền chàng sùng, mẹ có hai chàng trùng có chàng nhớ, có hai chàng nhớ piêng lung chàng sùng piêng bà, chàng mã piêng bò piêng mẹ hà hơn. Hai bà đàn phận của hai chàng sửa phúc hùa lung tà, sửa pát bá lúc này có trong ba lù men kén quàng làn mới nì năng táng tù tái chu kèm bượt hài song sai tà mi cằn trói nem chèn kiều đẩy quan chủ té hoa té sơn trai có trong số hà ầu đẩy quan báo quan xào điều nhìn có trong cưng số hương hà rào chân đàn phò có trong hạch trong panh có trong củ diệt sầu ầu diệt đu té hoa té sơn có ma mani mớ cú tả ra nai sòng phái chu hương có trong kiếm ma hà đẩy mười đỉ bên trần mưa sai có trong bà kiếm ma mưa khóa có trong bà hà đẩy có trong kiếp phát hà nó kiếp phát kiếp hổ bất tổ chức cưới đồng hở sòng đàn hâu mà đi biệt phùa cánh mía phú tả gia nay có trăng cáo mưa ở pò mè pì nồng bản phương sòng bản sảm na sòng huyện sảm xã hâu cần ma kìn tòm hòm muôn chỗ mông ở đồ đàn hâu mà đi để tòi đang áo chở co thế này khỏi có xó nà tàng tà phú tả gia nay sòng phái chu hơn có bơ mi sằng hờn xưa xó trúc hở pò mè pì nồng bản phương và có coi xiềng sang bờ sờ sang nhọt và có coi hảo khăn mà dươn mấy đơn xung ải xung em đơ. Vâng, thưa toàn thể các vị chị, đúng là yêu nhau thì chẳng quản đường xa.
cầu không tay vịn cũng lần mà sang, yêu nhau thì chẳng quản lần than, mấy sông cũng lội mấy ngàn cũng qua, yêu nhau thì chẳng ngại đường xa, đá vàng cũng quyết phòng bà cũng liều. Vâng thưa toàn thể quý vị, chị yêu và được yêu là niềm vinh dự lớn lao nhất trong cuộc đời mỗi con người chúng ta, và cũng được sự nhất trí của hai bên gia đình quý vị ạ, và cũng được sự nhất trí của chính quyền địa phương. Hai bạn trẻ trong một thời gian quen biết và tìm hiểu, đến hôm nay cô dâu thì mới và chú rể vặt vẹo của chúng tôi cũng đã cùng nhau đi đến bến bờ hạnh phúc, và buổi tiệc cưới ngày hôm nay là minh chứng cho tình yêu đó. Vâng thưa toàn thể quý vị anh chị, và chắc chắn từ đây hai trái tim vàng trăm năm cũng đập nhịp nhàng bên nhau, có chầu thì không thể thiếu cau, cho môi em thắm cho lòng ai say, và sinh con thì bởi mẹ cha, chung xây hạnh phúc chúng ta lo cùng, khát khao mong đợi tháng ngày, lứa đôi hạnh phúc vui cùng từ đây. Vâng thưa toàn thể quý vị anh chị, và trong giây phút hân hoan trong đài này, ban tổ chức xin trân trọng công bố ạ. Vâng, lễ vu quy của cô dâu thì mới và chú rể vặt vẹo chính thức được bắt đầu. Vâng, thưa toàn thể quý vị, đây là những giây phút hân hoan hạnh phúc nhất của cô dâu thì mới và chú rể vặt vẹo, cũng như của hai bên gia đình chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Cũng xin được chúc hai em sẽ được trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê, và chúc cho hai họ sẽ được thắm tình thông gia. Vâng thưa toàn thể quý vị chị, và để tiếp theo chương trình trong buổi lễ vu quy hôm nay thì xin mời hai em chúng ta sẽ bước lên phía trước một bước nhỏ đấy ạ. Vâng. Vâng thưa toàn thể quý vị, vâng hôm nay thì cô dâu thị mới và chú rể vân phận của chúng ta cũng có một tín vật tình yêu, vâng tìm một tín vật hạnh phúc ạ, để trao cho nhau những hôm nay. Vâng, hai em trao cho nhau tín vật tình yêu hôm nay thì cũng như hai em đã trao trọn cho nhau cả một cuộc đời. Vâng, xin mời cô dâu thị mới và chú rể vân phận, hai em sẽ quay 180 độ về phía nhau ạ. Vâng, xin mời cô dâu thì mới và chú rể văn phận, hai em hãy trao tín vật tình yêu cho nhau trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, thưa toàn thể quý vị, đúng là dù sông kia có thể cạn, núi cũng có thể mòn, nhưng tình yêu của hai em dành cho nhau mãi mãi không bao giờ thay đổi. Vâng, và toàn thể quý vị, chúng ta vẫn không ngừng hướng mắt lên sân khấu tình yêu để cùng chung chia niềm vui, niềm hạnh phúc của cô dâu thị mới và chú rể văn phận của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Và toàn thể quý vị, nổ một tràng vỗ tay thật lớn nữa đâu quý vị ơi. Vâng ạ, đó là món quà thật là ý nghĩa của chú rể văn phận đeo cho người vợ của mình. Vâng ạ, đó là một cái dây màu vàng, chẳng biết là cái dây gì ạ, và cái dây nó màu vàng quý vị ạ. Vâng ạ, và toàn thể quý vị mời hai em lại trở về vị trí ban đầu. Vâng thưa toàn thể quý vị anh chị, và đó là tình cảm chân thành nhất của chú rể văn phận đeo cho người vợ của mình, đó là cô dâu thì mới trong ngày vui trong đài này. Ngày em về nhà chồng và em sẽ theo anh về giữa đèo phải đi ạ. Vâng, và để tiếp theo chương trình trong buổi lễ vu quy ngày hôm nay thì xin mời hai em, em sẽ đến tiến đến phía tháp ly rượu hạnh phúc. Văn Phận ơi, em sẽ mở chai champagne và em sẽ cùng chung tay rót lên tháp ly hạnh phúc của mình cả hai em ạ. Vâng, xin mời hai em sẽ tiến về phía tháp ly rượu tình yêu của hai em trong buổi trưa ngày hôm nay. Và chú rể Văn Phận, em sẽ mở chai champagne đầu tiên. Vâng, và chú rể lưu ý là wow, vâng, nổ rồi toàn thể quý vị ơi. Vâng, vâng, và xin mời hai em sẽ tay trong tay nhau rót chai champagne đầu tiên lên tháp ly rượu tình yêu của hai em trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, thưa toàn thể quý vị, đúng là... Vâng, thưa toàn thể quý vị, đúng là rượu nào chưa nhấp đã say, rượu tình chưa nhấp mà say thế này. Cùng nhau rót chén rượu mừng, dấu cay dấu nhạt xin đừng quên nhau. Trăm năm đầu bạc mái đầu, nhớ câu ý hợp tâm đầu hôm nay ạ. Vâng, đây là những giây phút hân hoan hạnh phúc nhất của hai bạn chúng tôi trong buổi trưa hôm nay ạ. Văn Phận ơi, em mở chai thứ hai, em giữ nắp chai nhé, giữ nắp chai xong mới lắc nhé. Em nhớ chưa, em mở cái dây kim loại ra, em giữ cái nắp chai trắng bên trên, em lắc cái, em nhớ là cái nút chai em quay hướng lên trên nhé, không là bắn vào toàn thể quý vị. Em mở vâng ạ, lắc mạnh nào, hai tay em mở hẳn dây, em mở hẳn dây kim loại ra, em mở hẳn cái xoắn đấy ra, mở hẳn cái dây xếp ra, rồi một tay em ấn. Vâng, xin mời chú rể lắc một lần nữa được không ạ? Vâng, lắc mạnh một tí nữa nào chú rể ơi. Vâng, một, xoay xoay cái nắp chai, hai, xoay hướng lên trên, chú rể ơi hướng lên trên ạ. Xoay xoay một chút. Vâng, thưa toàn thể quý vị, lần đầu hơi bỡ ngỡ đúng không ạ? Toàn thể quý vị, đổ một chai một tay thật lớn nữa nào quý vị ơi. Vâng, chúng ta cùng lắc một lần nữa xem như sao. Vâng, một, hai, ba, vâng, vâng, cuối cùng.
Vâng, 60 ly này trước. Để tí mời chú Thím và anh chị của mình ạ. Còn thừa bao nhiêu các em rót tiếp bên trên này. Vâng, thưa toàn thể quý vị chị, đúng là đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ mà gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Vâng ạ, và trên sân khấu chúng tôi thì người chú, người thím cũng thay mặt cho người bố, người mẹ của cô dâu, cũng như người anh trai và chị dâu của chú rể, cũng thay cho bố mẹ của chú rể trên phía trên bàn lái. Và quý vị không ngừng hướng mắt về sân khấu để chứng kiến những giây phút hạnh phúc nhất của chúng tôi trong buổi trưa hôm nay. Và xin mời để tỏ lòng hiếu kính đến chú thím mình với anh chị của mình thì xin mời cô dâu thị mới em nâng 2 ly, em mời bên anh chị chồng của em. Và chú rể bất phận em cũng nâng 2 ly, em mời lên bên chú thím, bên vợ của em. Vâng, và xin mời hai em cũng nâng 2 ly rượu hồng, ly rượu ra môi của hai em trong buổi trưa ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ đứng về vị trí cũ. Và chúng ta đứng thành hình vòng cung một chút. Vâng, anh chị đứng dịch lên một chút. Vâng, và xin để Băng Băng giúp chúng ta lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Và xin mời hai bên gia đình chúng ta cùng cạch ly rượu, cùng cạch ly rượu để chúc mừng cho hai con, hai em của chúng ta trong buổi trưa hôm nay. Và chúng ta hãy trở lại vị trí ban đầu ạ. Chúng ta trở lại vị trí ban đầu. Tất cả quý vị ơi, quý vị đã sẵn sàng rót chén rượu và cánh tay của quý vị nâng lên để chúc mừng hạnh phúc cho hai bạn chúng tôi chưa? Chúng ta sẽ rót đầy ly rượu. Rót đầy ly rượu, sau đó là MC sẽ hô 1, 2, 3 xô, 1, 2, 3 xô, 1, 2, 3 cạn và 1, 2, 3 chúc mừng hạnh phúc được không ạ? Các cô, các chú, các bà ơi, các cô, các chú, các bà, các anh, các chị, các bác ơi, đã rót rượu chưa? Số bài xin em ơi, đỏ khai cỏ ý ai khỏng mà em hơn xúc khỏi có hai ba bơ mi sẵn hơn xưa đỏ số mi chén đầu kem chèm nưng số kháo sốt kháo phá số bài xung em khai cỏ khỏi có số cáo số mơi số bài xung em xung ý số bài thấp coi khái chén đầu hầm ăn tèm đỏ mất hạnh đơn số bài xung em đơ cánh tay và chén rượu đâu ạ? Vâng, xin mời cánh tay và chén rượu của quý vị nâng lên ạ. Vâng, xin mời toàn thể quý vị chúng ta Mạnh Cường sẽ hô nhá, quý vị nhá, quý vị hô theo Mạnh Cường và Thảo Quyên nhá. 1, 2, 3, xô. 1, 2, 3, xô. 1, 2, 3, cắt. 1, 2, 3, chúc mừng hạnh phúc. Vâng, xin cảm ơn toàn thể quý vị anh chị ạ. Vâng, xin mời toàn thể quý vị chúng ta cạn chén rượu hồng ạ. Vâng, sẽ nâng ly rượu hồng lên ạ. Vâng, một lần nữa và lần trước xin phép được thay mặt cho đại diện của hai bên gia đình và đỡ lời cho cô dâu thị mới và chú rể văn phân. Xin chân thành cảm ơn những tình cảm chân thành nhất của toàn thể quý vị anh chị đã không quản ngại đường xá xa xôi, bớt chút thời gian và ngọc đến để chung vui và chúc mừng hạnh phúc cho hai con hai em chúng tôi trong buổi trưa hôm nay. Một lần nữa thay mặt cho gia đình xin chân thành cảm ơn và chúc toàn thể quý vị có một bữa tiệc thật ngon miệng. Và bây giờ xin mời hai bên gia đình chúng ta đi trở về từng những bàn tiệc để đi cảm ơn.